À, chị đang tìm mà ba chị là tên Vương Hùng, gần 60 rồi. Gần 60 rồi mà về chị chưa thấy cái mặt ba mà cái Hồng nhỏ nhỏ nó trừ luôn. Chào quý khán thính giả cũng như là những nhà hảo tâm đồng hành cùng như chưa hề có cuộc chia ly. Như chưa hề có cuộc chia ly nhận được thư đăng ký của chị Vương Thị Hồng, tìm cha là Vương Hùng. Thì hôm nay là chúng ta sẽ nghe chị Hồng kể về cái câu chuyện thất lạc của gia đình. À, chị là Vương Thị Hồng. Chị năm nay 58 tuổi. À, chị đang tìm mà ba chị là tên Vương Hùng. Cái là chị mới hồi đó cỡ 38 tuổi chứ má. Cái là ba với là mẹ là với nội là ở chung cùng vô trong một nhà. Cái rồi mới người cái nước qua nước lệ ra đó mình thì chị cũng không nhớ không biết nữa. Cái nữa đem đang ngủ đó cái mối chị cái đây chứ. Không, dạy con, dạy đi với mối. Cái là chị cũng trần ngầm chị dạy chị đi thật tự nhiên thôi, không biết chị việc chị xảy ra ấy. Chị cũng nhớ cái khu nhà nhà nội chị ở nữa đó, phía ngùa hình như là ngùa quốc lộ 1 á, là có cái đầu đường đó là có nhà ông bác sĩ, cái là đi vô có cái kiệt nó đi thẳng vô á, là nửa kiệt cỡ nửa kiệt á, là nhà nội chị có hơi hơi dân nhà một dân nhà bên đây á, bên dân nhà bên ta tế á, là sinh hoạt ngủ nghỉ là bên đó, là nhà hơi tầng hơi lào á. Cái còn cái nhà bên kia đường á, bên ta phải á, là cái nhà nó là nhà nội chị là lồn những lồn bánh bánh tiêu bánh trà quải á. Ba của chị á là người con thứ mấy trong gia đình ạ? Thì chừng đó người đó thì Ê, miền Bắc hê Bắc Nam rồi tới ông dọa chứ chị chẳng biết nghe còn ê nữa, chị biết chừng đó người chị thấy chừng đó người đó hình như boa là qua ở bên Phú Phò nhiều hơn ở ngoài này. Phú Phò là hình như là họ họ kêu là bằng 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 cô của boa phải kêu Phú Phò cô của boa chị là ở bên cái đoạn đường bên kia là họ họ nhòa họ lũng chè đúng chị, mà có chum chum chị thấy cái chum chum nhiều lắm chung chung là mấy cái lu hả chị? à mấy cái lưu á À dạ, là tức là bên là cái đoạn đường chỗ nhà nội là đi qua bên đó cũng là cũng xa mà không biết cái đoạn đường đó là ở trong mô anh chẳng biết mà chị cũng nhớ nhớ đi chỉ còn nhớ đó được thêm cái gì nữa không? chị nhớ đi đó Lúc đó liền là nhòa ba chừng đó của chị người đó làm việc gì ạ? thì ở nhà cũng là bánh tiêu bánh trà quẩy nữa đó mà có cái đường kiệt mà đi vô nhà 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 ba nhà nhà nào chị á là đi thẳng vô một đoạn khúc nữa là có cái chăn nuôi rồi chăn nuôi lớn lắm là anh nằm ở đằng đầu đường á Chăn nuôi gì ạ? chăn nuôi heo á Trước khi mà chị mẹ chị dẫn chị đi á thì là chị sống ở tỉnh thành nào? ở Gò Vấp hình như trời trời lớn Gò Vấp hả quận 12 hay quận mấy đây mà nghe gì chị cũng nghe nghe bà nói đó chị cũng biết đệ đó đấy Rồi vậy trong nhà của chị á, là ngoài tên ba Vương Hùng ra thì chị còn nhớ được tên của ai nữa không? Bà nội tên gì rồi mấy cô cậu chú bác? không không nhớ tên Mẹ của chị tên là gì? à Nguyễn Thị Mai Nguyễn Thị Mai. Rồi, lúc đó là hai ông bà là chị mới có một mình chị thôi hả? à Dạ. Nguyễn Thị Mai mà Nguyễn Thị nhỏ là cũng tên bỏ Bây giờ chị nhớ được ngoại hình của ba chị như thế nào, hoặc là độ tuổi của ông bao nhiêu tuổi không? Năm nay nè, ông bao nhiêu tuổi không? ổng giấy thư sinh ổng là năm năm 47 cỡ bốn mấy đó nhìn lớn hơn mẹ là mà mấy tuổi nhớ ổng cũng ốm ốm đi ốm cũng hùng khồn đấy người ổng ốm ốm nó thấp chứ không có cao Trước khi mà bà mất đó, thì bà có bao giờ kể thêm cho chị nghe là ví dụ giống như là ông bà quen nhau như thế nào, rồi sống sinh sống với nhau ra làm sao, rồi gia đình nội có nguồn gốc từ đâu, quê quán ở đâu như nào không chẳng kể mấy nữa không? Từ khi mà chị lớn lên trưởng thành thì chị có bao giờ quay trở ngược về trong thành phố Hồ Chí Minh để tìm kiếm không ạ? chị cũng ưng lắm đó khi mà mẹ chị còn sống đó là chị cũng ưng là đi về đi đi vô trong đó đi tìm boa thử
Chơi thì chị cũng cũng cầu mong rằng chương trình tìm nhờ giúp giúp chị để tìm được nguồn gốc của mình, lần cuối đời của mình thử mình có gặp hoa không. Nên chị ơn, chị cũng ước nguyện đứa đó. Chứ đúng rồi, chứ mình cũng gần, trời cũng gần 60 rồi. Gần 60 rồi mà giờ trời chưa thấy cái mạc qua mà cái hồn nhỏ nhỏ nó trừ luôn. Thì em cũng hy vọng là những người con cháu ở trong dòng họ của ba chị, nếu mà thấy được hoặc là xem và chia sẻ được cái video này thì sẽ lên tiếng gọi thông tin về Như Chi Hàn Quốc của Chi Ly, hoặc là sẽ comment trực tiếp với cái ở dưới video của chị nha. Dạ, em cũng hy vọng là những quý khán thính giả cũng như là những nhà hảo tâm đồng hành cùng Như Chi Hàn Quốc của Chi Ly cũng sẽ chung tay chia sẻ cái thông tin, cái video về cái câu chuyện thất lạc của chị và gia đình nha. Hy vọng là sẽ mau có thông tin về những người thân của chị. Dạ. Em cảm ơn chị. Rồi chị cảm ơn chương trình. Cảm ơn ai giúp đỡ giúp chị. Như Chi Hàn Quốc của Chi Ly tìm kiếm để đoàn tụ thân nhân hoàn toàn miễn phí. Mọi kinh phí hoạt động đều từ nguồn ủng hộ của xã hội. Như Chi Hàn Quốc của Chi Ly mong muốn trở thành hoạt động nhân đạo đầu tiên do các cá nhân nuôi nấng bằng sự tham gia đều đặn định kỳ. Bạn hãy góp sức để Như Chi Hàn Quốc của Chi Ly tiếp tục tìm kiếm và đoàn tụ cho những người Việt còn chịu ly tán. Hãy góp một ổ bánh mì mỗi tháng, tương đương 20.000 đồng một tháng, để cùng làm nên 6 đến 12 cuộc tìm ra hàng tháng, mà live show vào tối thứ hai đầu tháng sẽ là nơi diễn ra những cuộc đoàn tụ tiêu biểu như trong mơ.